Chúng ta sẽ tiếp tục mời thêm một anh chị nữa để mà mình cùng lắng nghe thêm cách mà anh chị nè, các anh chị của mình đã triển khai anh chị nha. Dạ, có rất là nhiều các anh chị của mình đây rất là mong muốn. Dạ, và em xin phép được mời anh Lê Thanh Trong để lên chia sẻ cùng với các anh chị trong cộng đồng ngày hôm nay ạ. À. Xin mời ban tổ chức hỗ trợ giúp em ạ. Dạ, xin chào anh Trong ạ. Dạ, mời anh mở mic ạ. Xin chào em Trang. Dạ, chào Xin anh ạ. chào tất cả anh chị em. Dạ, xin chào anh. Dạ, anh Trong ơi, hiện tại thì trong phòng của mình hôm nay là đang có khoảng gần 900 các anh chị, thì cũng sẽ có một số các anh chị của mình là mới tham gia những cái buổi đầu tiên á, nên là sẽ chưa biết anh, nên là anh có thể là giới thiệu chia sẻ lại với mọi người là về bản thân của mình một chút xíu, cũng như là cái cơ duyên nào đã mang anh đến với siêu trí nhớ học đường và cái động lực để cho mình có thể là gắn kết đến ngày hôm nay và đã có những cái thành công như ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin mời anh Trong ạ. Nghe thành công ghê quá. Dạ, xin mời Xin anh chia sẻ chào ạ. tất cả anh chị em. Mình tên đầy đủ là Lê Thanh Trong, Trong là TRO á, tên cũng khá là đặc biệt ha. Thì cơ duyên á là đầu tiên á là Trong không có tham gia ngay từ đầu giống như những anh chị em đại lý cấp 1 khác đâu. Xuất phát điểm của Trong là Trong làm đại lý con với chị Chương Trần, với cô Thủy vừa chia sẻ. Anh chị em biết là Trong bắt đầu với số vốn của siêu chín nhóm đường là bao nhiêu không ạ? Khi mà Trong nói con số này xong là anh em té ngửa luôn á. Hiện tại thì Trong đang là đại lý cấp 1 3 sao. Nhưng mà số vốn ban đầu của Trong mà xuất phát từ siêu chín nhóm đường thì rất là thấp. Cũng rất là biết ơn chị Chương Trần và cô Thu Thủy, cô Yến và cô Quỳnh Anh, là những người anh em làm trong cộng đồng giáo dục, những người làm lan tỏa các cái giá trị rất là lâu trước đó rồi. Thì thấy là Trong đồng hành với cô Thủy một thời gian, cái số vốn mà Trong bắt đầu anh chị em có 13 triệu 770 thôi. Trong đây có anh em nào mà có số vốn thấp như vậy không ạ? 13 triệu 770. Có ai dưới số đó không ạ? Có thì ghi có giúp đi ạ. Chắc đa phần là trên đúng không ạ? Trong bắt đầu là 13 triệu 770 nghìn. Nhớ số này dữ lắm tại vì cái lần chuyển khoản đầu tiên làm siêu nhóm đường mà. Bây giờ thì đội nhóm này chị em, cộng tác viên thì Trong đang có trong danh sách đăng ký chiều nay thì khoảng 700 người. Cái số lượng mà hoạt động thật sự là 450 cộng tác viên. Còn đại lý chính thức, đại lý thì Trong chia nhỏ lắm, 5 triệu đã gọi là đại lý rồi. Từ đại lý đến 5 triệu cho đến 50 triệu thì khoảng 110. Rồi đâu đó khoảng chừng 50 đại lý từ 50 triệu trở lên. Thì tổng số đại lý cũng khoảng 150 gì đấy. Số này cũng vừa được đúng không chị em? Nhiều đó mà Trong cũng thấy đuối rồi. Thì cái cách mà mình cái cách mình đào tạo như thế này nè, tại vì số lượng đông á, số lượng nó đông quá. Ví dụ như Trong có một cái hệ thống gọi là tiếp thị liên kết. Trong đây không biết có anh chị em nào biết về tiếp thị liên kết rồi giúp Trong gọi số 3 đi ạ. Thì tiếp thị liên kết nó một cái hình thức như thế này nè. Đó là anh chị em đầu tư một cái hệ thống ở bên dưới một cái website. Ví dụ như mình lên cái website mà xíu nhớ học đường.com thì website đó website học. Còn website các anh chị em thì là thường là các website mà dạng như là bán hàng thôi. Còn nếu mình làm tiếp thị liên kết đó, thì bên dưới nó cần một cái hệ thống nữa. Thì nó gọi là hệ thống web tiếp thị liên kết. Thì khi mà khách hàng điền thông tin đó, thì nó sẽ nhảy vào trong cái hệ thống đấy để mình quản lý. Nhưng mà nó có một cái hay đây nè. Anh em nào cái này cũng dễ thôi. Bây giờ cũng có nhiều cái hệ thống tiếp thị liên kết lắm. Nếu mà anh em muốn làm thì sau cái buổi này Trong hỗ trợ cho chỉ cho cái đơn vị họ cung cấp cái này, nó cũng rẻ thôi. Thì mình đầu tư hệ thống tiếp thị liên kết, mỗi một cộng tác viên cái mình cấp một cái mã số, một cái mã số riêng. Thế là mình làm một cái trang web duy nhất thôi, đẹp lung linh đó. Chứ mình đừng để anh em mình cứ lên landing page rồi các kiểu mà nhiều người á là không có biết làm web đâu, nghe từ web phát là sợ rồi, hoặc là nghe công cụ hay là công nghệ gì cái là đầu mặt tái mét rồi. Đúng không? Đó là mình làm sẵn hết. Trong đây không biết có ai sợ về công nghệ hay không. Thì thế là Trong làm xong cái Trong cấp mỗi người một mã số. Khi mà đăng ký xong thì mình đưa cái mã số đấy mình gán vô. Thậm chí là mình làm bằng cách đó là nó đơn giản lắm. Trong hỏi là bao nhiêu anh chị mà biết copy và paste, tức là copy và dán thôi là biết tạo được cái link riêng. Mình hướng dẫn đến mức mà nó đơn giản hóa vậy đó, tại vì nhiều thầy cô sử dụng trên điện thoại anh chị em, rồi mình không có
ban đầu Trong làm bài bản lắm, mình cứ nghĩ tại vì mình là dân xuất phát từ công nghệ mà từ phần mềm mà. Thế là mình thấy cái việc mà làm đó nó đơn giản, nhưng mà mình khi mình triển khai ra khoảng thời gian mình thấy là cái việc hướng dẫn nó phức tạp quá. Thế là Trong mới kêu anh em là thôi cứ copy và paste cho tôi là được rồi. Thế là mình làm tài liệu. Mình làm tài liệu sẵn, tại vì đông quá mà gọi là đông như quân nguyên á, thì mình đâu biết ai làm ai không, đúng không ạ? Thế cái Trong viết cộng tác viên là Trong viết một cái tài liệu, nói là tài liệu nhưng mình viết có 8-9 trang thôi. Thế là anh em nào đăng ký vô mình gửi tài liệu, mình gửi cái hướng dẫn đấy. Thế là anh em nào mà biết tạo một cái link theo cái hướng dẫn đấy thì phản hồi về Trong, cái Trong gửi cho 2 món quà. Mình làm vậy đó. Đấy, xong cái mỗi một tháng mình tổ chức đào tạo, giống như là đợt này là phá 3 nè, cứ một tháng là Trong tổ chức 3 buổi đào tạo, mỗi một buổi là 2 tiếng đồng hồ, dành ra khoảng 15 phút để mình dành cho cái việc hỏi đáp, khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi gì đó, là mình đào tạo cho anh chị em cộng tác viên. Thì Trong đại lý mình thì mình biết rồi, phải là đại lý thì mới được vô học những buổi như thế này, đúng không? Thế là Trong giống như Trong làm chuyến đò vậy đó, tại vì anh em cộng tác viên thì chưa vô đây học được. Thế Trong làm chuyến đò 3 buổi, có 3 cái chuyến đò để đưa dần dần qua để vô học với thầy Phong, với anh em tâm trí lực, những người giỏi bên trong đây, đúng không? Thì anh em cộng tác viên người ta đâu có điều kiện, người ta đâu chưa có vốn đầu tư. Thế mình làm những cái buổi đó để mình giúp cho anh em làm hiệu quả, chứ làm sao mình có thể mà hỗ trợ cho 400 anh em đó được. Thậm chí là số bây giờ là 700, đúng không? Thế là cứ mỗi khóa mình làm chừng 100-120 vậy đó, thì khoảng chừng 40-50 anh em làm là mình mừng rồi. Thế trong 40-50 đó thì mình lại khuyến khích cho anh chị em lên gói 5 triệu là đại lý. Thế vô đại lý thì Trong lại có tiếp tục là mình có cái buổi vào buổi sáng đào tạo đại lý nữa. Cái buổi này là 5 giờ sáng thứ hai. Cứ thứ hai nào là team cũng phải lên gặp nhau, gọi là chào hỏi, rồi cập nhật, rồi năng lượng với nhau, rồi chúc mừng nhau. Thì có những cái buổi đào tạo nhỏ nhỏ là trong vòng tiếng đồng hồ thôi. Cứ 5 giờ sáng cho đến 6 giờ rưỡi. Thì Trong nói là từ khoảng này thì anh em cứ lên đây học và cập nhật thông tin. Sau 6 rưỡi thì anh em nào có việc thì cứ thoát ra, Trong sẽ ngồi tiếp 30 phút nữa để giải đáp. Tại vì team mình nó đông á, mà mình giải đáp từng người thì thời gian nó lãng phí lắm. Thế là Trong làm bằng cách là gom anh em lại, tức là giải đáp một lúc luôn. Thế mình đỡ, mình tiết kiệm được khoảng thời gian rất là nhiều. Mà buổi sáng đầu tuần thì anh em gặp nhau cũng rất là khí thế, năng lượng. Giống như sáng nay chẳng hạn, thì Trong vô Trong chia sẻ cho anh em là tức là leader của một nhóm thì cần yếu tố gì. Đó, Trong đưa ra 7 yếu tố. Cái sau đó Trong nói là giờ muốn chọn đồng đội á thì dựa vào 6 yếu tố này. Thì thật ra mấy này Trong cũng đi học từ những người thầy, chứ rồi sau đó mình về mình áp dụng thì mình gia giảm yếu tố này yếu tố kia, cái mình chia sẻ cho anh em đó. Rồi hoặc là chương trình đào tạo giáo viên á, thì Trong cũng làm giống cô Thủy vậy đó, làm buổi sáng. Tại vì có một cái kinh nghiệm như thế này nè, điều này thì anh em gặp nhiều lắm, Trong biết chắc luôn. Đó là mình khi mình gặp một thầy cô nào đó, mình rất là hào hứng, mình đưa cái tài khoản nè, cô ơi cô xem đi, cô đồng hành, cô lan tỏa với em, đúng không ạ? Có phải vậy mà nếu có thì anh em gọi số 5 đi ạ. Cứ mình gặp được một thầy cô mình mừng lắm. Ôi, mình đưa tài khoản này mình tặng nè, giống như chương trình tháng 4 hay tháng 5 gì đó anh em. Thế là chúng ta đi tìm thầy cô, chúng ta tặng, chúng ta thậm chí thầy cô lắc đầu mình còn hè vô tay mình tặng nữa. kiểu vậy, đúng không ạ? Trong không làm vậy. Trong sẽ mời thầy cô vô trong cái chương trình mà đồng hành buổi sáng á, thì Trong gọi nó bằng một cái chương trình đó là đào tạo người đồng hành. Cái tên của nó là đào tạo người đồng hành. Và chính thức cái nhóm mà tức là mời thầy cô là người chính. Trong không có dành cho phụ huynh trong nhóm này. Phụ huynh là đồng hành chương trình, giống như là với các con trong chương trình, giống như cô Thủy vừa chia sẻ vậy đó. Còn thầy cô làm riêng cho thầy cô. Tại vì thầy cô có những cái tác phong nó đòi hỏi nó sự chỉnh chu tơ rồi chuyên nghiệp, và đặc biệt là cái sự tôn trọng. Thầy cô cần sự tôn trọng dữ lắm. Sản phẩm mình cho dù hay thế nào, mình đối với thầy cô là mình dùng ngôn từ nó phải khác rồi. Lúc nào cũng quý thầy cô, rồi Trong là dạ thưa thầy cô rồi các kiểu gì đó. Mình vào đó xong á, thì thầy cô nào mà anh chị biết á, thầy cô đã bỏ thời gian để học với mình 7 buổi sáng, mà cái thời gian học nó rất là gắt gao, đó là 5 giờ rưỡi sáng phải học cho đến 6 rưỡi, rồi có sần giải đáp là 15 phút nữa đến 6:45. Thì anh chị thấy những thầy cô như vậy có xứng đáng mình cấp tài khoản để cho thầy cô tìm hiểu không ạ? Có phải xứng đáng đưa thầy cô tài khoản không? Thì đó là cái cách mình lọc. Báo cáo với anh chị em là trong cái hệ thống tiếp thị liên kết của Trong bây giờ khoảng 500 thầy cô đăng ký.
nhưng mà chỉ có thầy cô nào xuất hiện trên cái phòng Zoom đấy hoặc là có sự tương tác thì trong mấy cấp, chứ còn xin cấp trong cô không cấp. Phải rõ ràng với nhau mới được. Và trong làm thì không có tặng, đó thầy cô trong không có tặng. Nhưng mà trong có chính sách rất là hay, đó là em sẽ đưa cái tài khoản này cho thầy cô trong vòng một tháng, có chương trình đồng hành để thầy cô hiểu rất là rõ. Rồi, và sau một tháng đó thầy cô nói là thầy cô sẽ sẵn sàng đồng hành. Thì cái tài khoản này thầy cô cứ giữ để đồng hành. Và thầy cô chỉ cần chia sẻ hai tài khoản thôi là em tặng cho thầy cô một tài khoản. Cứ bất kỳ hai tài khoản nào bán ra em tặng cho thầy cô tài khoản, tức là tài khoản đó là tài khoản của thầy cô. Và mình cũng nói với thầy cô là nếu mà em đưa cái tài khoản này cho thầy cô, em có tặng cho thầy cô luôn cũng được. Nhưng mà thầy cô không thấy hay thì thầy cô cũng không lan tỏa cho ai. Trong khi đó thì em biết là có rất nhiều thầy cô khác không có tài khoản. Và em cũng chỉ xin phép là lấy tài khoản này để em chuyển cho thầy cô khác thôi. Mình làm một cách rất khéo léo, mình nói một cách rất khéo léo, nhưng thầy cô nào 100% là đồng ý anh chị em. Đúng không ạ? Anh chị em nếu mà trong nói như vậy thì anh chị em là thầy cô, anh chị em có đồng ý không? Có đồng ý là mình sẽ trả cái tài khoản lại để cho thầy cô khác dùng không ạ? Nếu có gọi số 6 đi ạ. Thì đấy, thì trong làm thì vừa rồi á, báo cáo anh chị em là rất là vui. Tức là sau chương trình xong á thì mình có thầy Thăng, Tu Oanh là hai cái người đào tạo chính của team của trong á. Rất là tâm huyết luôn. Và vừa rồi là có đến 9 thầy cô tâm huyết nữa. Thế là trong cái chương trình mà học với thầy Dominic đó là trong mua 7 sức học, trong tài trợ 100% cho thầy cô. Rồi có thêm 3 cái sức để mà tài trợ 50% nữa. Vừa rồi là team của trong là 55 người học thầy Dominic. Hừng hực khí thế. Đúng không? Đó, thì sau đó là mình khi mà sau khi học xong thì mình lại tiếp tục vô nhóm đồng hành. Đó, mình tổ chức chương trình cứ sáng thứ hai gặp nhau. Anh chị em nào mà có team nhóm á, trong xin cái lời khuyên á, đó là cứ gặp nhau định kỳ anh em. Buổi tối thì nó hơi khó khăn hơn, tức là người ta mệt mỏi á, thì mình nên chọn buổi sáng nào đấy. Mà chính những anh em nào mà xuất hiện có mặt với mình vào buổi sáng sớm á, là những người đó, những người người ta gọi là thật sự người ta muốn khao khát cái chiến thắng nào đấy, hoặc là người ta có một cái lòng trắc ẩn nào đấy, người ta có cái gì đó người ta muốn thay đổi. Anh chị em hiểu không ạ? Thì những người mà xuất hiện thường xuyên trên buổi sáng là mình cứ đẩy lên tới cùng, mình phải kéo tay lên hoặc mình thúc mong mình làm kiểu gì cho những người này phát triển. Và tại vì nhóm mình đông á, cho nên trong hay chọn hình mẫu. Ví dụ như đối với thầy cô thì trong hay nhắc những người hình mẫu là họ thành công như vậy. Ví dụ như thầy Thăng chẳng hạn, thầy ban đầu thầy đăng ký gói đại lý chỉ có 10 triệu thôi, nhưng mà bây giờ thầy đã là đại lý 200 triệu rồi. Đúng không? Trong lương lương chia ra, tức là hình mẫu từng nhóm. Ví dụ như có một bạn làm xin chắc vân tay, cái trong nói bạn đó hả, mới bắt đầu làm với anh cũng chỉ có 20 triệu thôi, nhưng mà bây giờ đã là 200 triệu rồi. Đúng không? Hoặc là thầy cô, có một thầy cô nào đó nói em ngại bán hàng lắm. Trong cũng nói là thì đúng rồi, trong biết là thầy cô rất là ngại bán hàng, không có bán được đâu. Mình vào đây mình tìm hiểu chương trình đi, em có cái cách để giúp thầy cô dạy thôi. Trong quá trình mình dạy các con là chính là lúc mình bán hàng. Nhưng mà bằng cái cách làm như vậy thôi thì thầy cô vô cái thấy chương trình hay quá, cái đi chia sẻ bình thường thôi là bán chứ còn gì nữa đâu. Đúng rồi. Mình đi chia sẻ chương trình bình thường thôi, mình vô mình thực hành 6 ngày rồi tổng kết, rồi làm rất là bài bản. Thế là thầy cô thấy wow, chương trình hay quá. Rồi được đồng hành như thế này nữa thì chắc chắn là các con sẽ nhận được cái kết quả, đúng không ạ? Đấy là thầy cô đồng hành với mình. Còn đội nhóm thì mình cứ 700 người, mình cứ sàng lọc lần 100 người vô, cái phát triển lên mấy chục người gì đó lên đại lý. Nên là mình cứ đơn giản hiểu là ông nào mà chịu làm nhất thì mình dành thời gian nhiều nhất. Và nguyên tắc của trong là người nào không làm thì không hỗ trợ, cứ vậy thôi. Thì đội nhóm nó sẽ tăng. Còn ví dụ như tại vì có một cái như thế này nè, đó là anh em thương, tức là chúng ta có nhiều tình thương và chúng ta thương đều. Đây là cái điều mà hồi xưa trong hay gặp. Và trong được một cái người chị rất là giỏi về đào tạo, chỉ đang ở Mỹ, chỉ là nhà đào tạo bên Snookin á, chỉ có coaching cho trong 13 buổi. Trong đó có một cái tư duy đó là chúng ta hay thương đều, mà mình còn nhiều khi không đều nữa, mình đi thương cái người không làm nữa chứ, cái người dở nữa. giống cái kiểu như thầy Phong hay làm cái ví dụ là tự nhiên có cái chị kế toán trưởng, chị đang rất là giỏi, cái đưa cái em vừa xanh vừa tươi gì đó vô đi thương cái em kia nhiều mới ác á chứ. Đúng không? Thì chị này chị cũng nói gì đó, trong 10 người á em ơi, đồng đội của mình 10 người á, em chỉ cần chọn 3 người tốt nhất để em thúc đẩy hoặc em làm để làm hình mẫu thôi, và sau đó mình cứ những cái người mà còn ở lại phía sau á, người ta sẽ nhìn thấy 3 cái người này làm gương. Chứ còn trong đội nhóm của anh em nó đông, nhiều khi nó đông dữ lắm mà hỏi hình mẫu đâu, ông nào làm được đâu, thì thế là mình không biết mày ai hết.
Đó, cho nên là trong làm hình mẫu xong á thì cái bước tiếp theo trong hay làm đó là gì? Trong mời chính những người hình mẫu này lên để đào tạo với trong trong chương trình cộng tác viên. Cái này là cái rất là hay. Thay vì mình đi nhờ ông này ông kia, mình đi mời người này người kia, cũng thấy còn số anh em đi mời người giỏi về, nhưng thật ra người giỏi đó họ không có làm với mình và họ không có làm siêu nhân đường, cho nên là họ không biết siêu nhân đường bên trong đó là gì đâu anh em, mặc dù họ giỏi. Cả nhà có đồng ý điều này không ạ? Nếu đồng ý gọi số 7 đi ạ. Tức là họ rất là giỏi luôn, nhưng mà họ đâu có làm chương trình siêu nhân đường đâu, họ đâu có biết cái khó khăn trở ngại hay là những cái trắc trở, những cái rào cản nào mà anh em mình đang gặp phải. Thế là anh em bỏ một số tiền ra đi mời những người chuyên gia được, gọi là rất là, gọi là nhìn hoành tráng lắm, thương hiệu gọi là bóng bẩy xuất hiện vô rất là to cao bự, nhưng mà đâu có bao giờ đi bán xíu nhất đường đâu mà biết khó khăn trở ngại nào của anh em mình. Đó là trong cứ đi lấy cái nguồn lực của đội mình thôi, ai giỏi nhất. Ví dụ như trong có gặp ông anh, ông này là làm cộng tác viên không vốn, nhưng mà làm vèo 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 nhờ hai cái chương trình mua chung thôi, ông lên phát là 50 triệu. Thế mình đi mời đúng hôm nay về chia sẻ thôi, là sau đó tháng 7 là team bán hưng hực khí thế. Trời ơi, đi bán chương trình mua 2 tặng 1, mình nhìn thấy mê luôn. Mình đâu có biết cách làm đâu, mình kêu ổng dạy chứ mình làm không bằng ổng nữa. Đó là, đó, rồi ví dụ nói về đi đi chia sẻ về sản phẩm hay gặp những cái cản trở về phụ huynh hay phản hồi chương trình sách này sách kia. Thế là trong mời luôn thầy Nguyễn Trọng Thăng. Thầy là giáo viên 20 năm trong nghề luôn, thầy gặp hết rồi, thầy lên thầy nói phát. Thầy nói hay gấp 10 lần mình nói một thầy nói 10. Thế là, mình chỉ mở cái phòng Zoom lên, mình là nhà tổ chức thôi, thế là đội nhóm mình cứ xuống nhau chia sẻ. Thế là vậy là cùng nhau phát triển. Còn ví dụ như muốn học cao cấp, muốn phát triển hơn nữa thì gặp thầy Phong, mình có thầy Phong lo rồi. Có anh em tâm trí lực lo, còn mình là mình chỉ cần lo những anh em nhỏ nhỏ cho họ tiến thân dần dần lên thôi, đúng không? Thì họ cao thì họ nhảy vô trong nhóm đại lý, có phải là được thầy Phong là mài giũa mỗi tuần không? Thế là mình chỉ làm chiến đò nhỏ nhỏ thế, nhưng mà cái đội nhóm là anh em rất là thường thường khi thế. Trong 3 tháng gần đây thì phát triển rất là nhanh. Thì đó là trong chia sẻ rất là nhanh để mà trả phòng Zoom lại cho thầy Phong và cho bạn Giang nữa. Anh em nào mà muốn làm về tiếp thị liên kết hay kinh nghiệm gì đó thì trong chỉ cho những một vài cái nút thắt. Tại vì bản thân cái tiếp thị liên kết đó thì nó chỉ là cái công cụ thôi anh chị em. Anh chị em nào đang triển khai rồi á, chắc là cũng có số đông anh chị em đã biết. Thì cái bản thân cái công cụ nó là công cụ, cho nên nó chiếm khoảng 10-15% vào cái sự thành công của cái dự án của mình thôi. Anh em hiểu đơn giản thế này nè, mình đưa cho mỗi người một cái đường link, mà cái đường link đó người ta không có gửi được để mà truyền thông được cho cái người khách hàng click vào á, thì coi như nó cũng không ra tác dụng gì cả. Mình chỉ tạo link cho nhiều cho vui chơi thôi. Thì mình phải có những yếu tố này nữa đó, thì đó là mình phải làm cái mảng ghép về đào tạo, rồi ngoài ra mình phải làm chính sách để thúc đẩy nữa nha. Chính sách thì mỗi người mỗi kiểu, nhưng mà anh em phải có chính sách thúc đẩy nữa. Thì như vậy á, công cụ nó là chỉ là khoảng 10% thôi, theo đánh giá của trong thì có 10% thôi. Cái đào tạo chính là cái quan trọng nhất. Và lời cuối thì trong có một cái tình huống như thế này, trong hay nói với đội nhóm của mình á, trong nói gì nè, khi mà những người anh em không biết cách làm á thì trong sẽ đứng trước hai cái lựa chọn, có hai lựa chọn thôi. Cái lựa chọn thứ nhất á là trong sẽ làm thay và làm giúp. Cái lựa chọn thứ hai là trong sẽ hướng dẫn và đào tạo cho anh em. Nếu trong chọn cái lựa chọn đầu tiên thì cái sự việc này nó rất là nhanh, cái vèo là nó xong. Tuy nhiên là anh em không có biết làm, và lần sau thì anh em lại tiếp tục hỏi nữa, nhờ sự trợ giúp nữa. Cái này thầy Phong gọi là hoàn cảnh. Anh em còn nhớ này không ạ? Cái này gọi là hoàn cảnh, đúng không? Tại vì mình đã giúp anh em mình rất là nhanh, thì nó cũng có cái là người ta sẽ thấy là ồ, cái cảm giác là tôi làm với ông trong tôi được ổng giúp đỡ nhanh lắm. Nhưng mà cái này là cảm giác ban đầu thôi, và khi mình làm giúp thì anh em mình không có phát triển bản thân. Và trong chọn thấy cái lựa chọn thứ hai đó là mình đào tạo và mình hướng dẫn, thậm chí là mình kèm cặp đó, thì cái thứ hai nó hay hơn, đó là cái người anh em của mình á là người ta phát triển được bản thân. Lần sau người ta đâu gặp vấn đề đó, người ta đâu hỏi mình nữa, đúng không? Và họ phát triển bản thân thì họ lại phát triển được đội nhóm đó. Cho nên trong hay nói là trong hay chọn phương án 2. Cho nên là anh em nào mà thấy trong chọn phương án 2 là phương án mà mình team mình đồng ý là chọn phương án 2 thì mỗi người gõ số 2 đi. Đó là trong team gần như ai cũng gõ số 2.
Đó là từ đó về sau anh em hỏi mình là mình hướng dẫn, mình đào tạo, hướng dẫn đào tạo, không ai phiền cho á, anh em hiểu không ạ? Và team muốn phát triển bền vững thì có phải là mỗi cái thành viên đều phải nâng cao năng lực cá nhân không, phải phát triển bản thân không? Và khi đồng đội mình phát triển bản thân thì cái người lãnh đạo, cái người leader giống như trong cũng lo mà học phát triển bản thân, cũng tối mặt chứ đâu phải là bình thường. Thì như vậy thì mình nâng cao được cái tầm của cái team mình lên, đội ngũ mình nó hừng hực cái thế mà năng lực mỗi người cao nữa đó. Cho nên là nếu mà anh em trong biết có một số anh em rất là thương những người anh em bên dưới của mình, cũng hay làm giúp lần này làm kia, đúng không? Nên từ đây về sau nếu mà anh em có mặt trong đây thì anh em giảm bớt cái sự làm giúp làm thay, mà mình tổ chức đào tạo và hướng dẫn, thì đội nhóm của mình nó phát triển thôi. Rồi, đó là những cái nội dung rất là ngắn và rất là nhanh. Xin cảm ơn dạ, tất cả. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Trong rất là nhiều ạ. Em tin chắc rằng tất cả các anh chị trong phòng của mình cũng đã có được những cái bài học, và bản thân em cũng đã có được những cái bài học rất là quý báu cho riêng mình. Dạ, cảm ơn anh Trong ạ. Một cái hành trình mà từ con số khởi đầu là 13 triệu cho đến bây giờ là đã 3 sao rưỡi rồi anh ha. Và sắp tới là mình sẽ lên 5 sao và 10 sao nữa anh ha. Dạ, cảm ơn anh Trong rất là nhiều ạ. Cảm ơn rồi, anh Trong hứa luôn, chắc chắn phải lên 5 sao. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Dạ, cảm ơn cả sự nhà. Chia sẻ của anh ạ. Dạ. Anh em lưu số của Trong thì số Zalo số 9309064182. Dạ, cảm ơn anh Trong rất là nhiều ạ. Trong có thể chia sẻ cái file tài liệu, file doc mà đang làm cho đội nhóm để anh em về, anh em chỉ việc copy cái lộ trình đó, anh em sửa thông tin, anh em thay đổi gì cái gì đó cho nó phù hợp với mình, rồi mình làm cho nó nhanh ha. Đỡ phải ngồi viết lại. Đại lý Trong có một file riêng, cộng tác viên có một file riêng. Lộ trình mình nó từng bước nó rất rõ ràng để cho các đại lý con của mình làm á cho nó dễ, thì anh em cứ nhắn qua Zalo Trong gửi cho ha. Rồi, biết ơn tất cả.